Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến kênh của mình. Này mình chơi Super Mario Party trên Nintendo. Chọn mini game. Đây, Square. Ai chiếm càng nhiều ô vuông, người sẽ thắng. Nói chung là thắng càng nhiều càng tốt. Đây là luật chơi. Không, nghe làm gì? Đâu? Ok. Ok, thắng rồi. Nhất luôn. Nào, mình cũng chọn nào. Chọn ô này đi. Nghe âm thanh, đoán nội dung, đoán đồ vật thông qua nội dung, thấy đúng hơn. Xem nào, để ta gõ mẫu cho mình nghe trước. Ok. Chắc chắn luôn. Ăn xong cùng rồi. Lỗi. Gần như là như nhau. Thua rồi. Lỡ quá các bạn ạ. Thôi nhường. Read. Viridian. Cái này đơn giản. Ok. Bắt đầu nào. Cha nhớ đúng rồi. Đấy, cái bọn này toàn trẻ. Ok.
Thế mà. Và ok. Lại nào. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Hai mươi lăm cơ. Chị đếm kỹ rồi. Đào lại được hai ô cơ. À, ăn ô của mình rồi. Con đào này. Ok. Ê, thắng rồi. Hôm lượt mình chọn ô nào. Hy vọng là được cộng 1. Vẫn không được. Rumble, xin câu cá. Ok, câu cá có vẻ hơi khó đấy. Yeah, mình là con to nhất rồi. Đúng luôn, đấy. Ok, mình chọn ô tiếp nào. Dám cướp ô mình. Một ô nữa. Đây đi. Đoán xem con gì nhỉ? Búp bê Nga ở trong ruột con nào. Okay. Quan sát nha. Sữa. Mày không rồi. Vẫn ở giữa. Ô. Nhìn nhầm. Không sao. Ok, để xem gồm 3 chọn ô nào nào. Ok, và mình xin được dừng chơi đây nha. Nếu bạn thấy hay hãy like, subscribe.